Dạ rồi, xin mến chào toàn thể quý cô chú bác anh chị gần xa thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai kiển trên cả nước ạ. Dạ rồi, hôm nay thì vườn mai của bà ngoại ha, có lên giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một lô mai ghép giống cúc thọ hương, cái phong mai tàn ha, phong cao cho cây chuẩn bo và bo đó cho cô chú anh chị mình lấy bo cô chú anh chị ha. Thì rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào thì mình ủng hộ cho vườn của bà ngoại nha. Rồi thì cũng không làm mất thời gian nữa, em mời gặp luôn bà ngoại để bà ngoại chào giới thiệu và giao lưu nha. Bà ngoại ơi. Thì hôm nay cũng xin chào cô chú và quý anh chị mình ở gần xa. Rồi. Thì hôm nay nhà vườn cũng có lên một clip mai vàng bánh tre và cũng có nhiều loại giống mới. Cái này rất là thuận tiện, mình vừa lấy bo và vừa làm kiển để chơi Tết cũng được. Yeah. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương ủng hộ giùm, rất là mang ơn nhiều thật nhiều nha. Rồi mình vô cây đầu tiên ngày hôm nay luôn ha. Rồi mã số là nói tiếp clip trước ha, mã số là 11 nha cô chú anh chị. Rồi mã số 11 ha, cây cốc thọ hương nha cô chú anh chị, ghép phong mai tàn ha. Rồi ngoài đông sớm con nha ngoại. Cây này hoành được 15 rưỡi. Rồi. Chiều cao là 150. Rồi. Tán ngang là được 94. Rồi. Cây này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua cái cây từ dưới lên trên rất là xum xê hắn cô chú và quý anh chị mình. Đến nay rồi mà cũng còn ra nụ hết sức luôn. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương nhà vườn mà ủng hộ cho cây này là 1,5 triệu thôi. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 12. 12 cũng là thọ hương luôn nha cô chú anh chị. Cây bo rất là già nè cô chú anh chị. Ngon lành luôn nha. Nguyên cái hàng bo ngon lành ha. Rồi ngoài đó ông số một con nha ngoài. Cây này hoành được 14. Rồi. Chiều cao là 111. Tán ngang là được 90. Rồi. Rồi cái này giao lưu như ngoại. Thì cây này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua cây thấy cũng rất là dễ thương nha cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn, cây này là 1,4 triệu thôi, coi như là cũng có giảm giá rồi nha cô chú và quý anh chị mình. Rồi mình đổi cây nha. Rồi tiếp theo cây mã số 13 nha cô chú anh chị. Cây này tàn khá là tròn ha, bo nó già lắm nha cô chú anh chị. Cây này về mình lấy bo là ngon lành. Rồi, ngoài đông sớm con ngoài. Cái này hoành được 14. Rồi. Chiều cao là được 110. Tán ngang là được 88. Rồi. Thì cây này cho cái bộ đế nó cũng đẹp lắm nha cô chú và quý anh chị mình. Nhìn cái bộ đế nó nè, nó đẹp lắm nhưng mà tại không có moi cái gốc ra. Thì cái tàn cũng xum xê ngon lắm đó, cô chú và quý anh chị mình ơi. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thấy một cây mai đẹp như vậy, cũng nhờ thương nhà vườn mà ủng hộ cho cây này là 1,4 triệu thôi. Theo 1,5 triệu mà bớt 1,4 triệu thôi. Rồi mình đổi cây nha. Rồi cây mã số 14 nha cô chú anh chị mình. Mã số 14 cũng là cúc thọ hương nha. Hôm nay lên lô cho cô chú anh chị mình 10 cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Ghép phong mai tàn thôi. Cây này nói chung là cây nào cũng vậy cô chú anh chị mình ha. Bo rất là già nha cô chú anh chị mình. Rồi. Rồi đông số luôn mẹ. Cây này hoành được 18. Chiều cao là được 112.
Cán ngang là được 90. Thì cây này cái gốc nó cũng quá ngon nha cô chú và quý anh chị, mình nhìn thấy cái gốc đây quá ngon. Thì cái tàn nó cũng xum xê, nó mạnh, tàn nó mạnh lắm nha cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương nhà vườn mà ủng hộ cho cây này là 1.400.000 thôi. Rồi mình đổi cây ha. Rồi tiếp theo cây mã số là 15 nha, 15 nha cô chú anh chị mình. Là cây cúc thợ hương luôn, cái phong tàn cao luôn cô chú anh chị ha. Mấy cây này mình mua về mình lấy bo là ngon lành luôn nha cô chú anh chị mình. Bo rất là nhiều nha, mấy cây này mình lấy biết bao nhiêu bo mà nói luôn cô chú anh chị. Rồi, dán trực nha cô chú anh chị, củ nở ha. Rồi đông số bo ngoài. Cái này hoành được 17. Rồi. Tán ngang là được 91. Chiều cao là được 142. Rồi. Thì cái này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương nhà vườn ủng hộ cho cái này là 1.500.000 thôi. Cái rồi, này lấy bo được nhiều lắm á cô chú và quý anh chị mình ơi. Rồi cây mã số 16. 16 cây cúc thọ hương tiếp tục nha cô chú anh chị. Rồi. Cái này bo già lắm nha cô chú anh chị, nó lên ủ hết trơn luôn cô chú anh chị. Này lấy bo là ngon lành luôn cô chú anh chị. Nguyên cái củ đế. Rồi, đông số luôn nha ngoại. Cái này hoành được 15. Rồi. Chiều cao là được 105. Rồi. Tán ngang là được 80. Rồi. Thì cây này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua thấy cũng cây cũng đẹp lắm cô chú và quý anh chị mình. Thì cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho cây này là 1.400.000 thôi. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 16 nha cô chú anh chị. 17 nha cô chú anh chị. Cây mã số 17 ha. Thọ hương luôn nha cô chú anh chị. Này bo già nè cô chú anh chị ha. Rồi, thông số luôn ngoại. Cây này hoành được 16. Rồi. Chiều cao là được 132. Rồi. Tán ngang là được 66. Thì cây này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương ủng hộ giùm nhà vườn, cây này là 900 thôi. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 18. Cây tàn cũng khá là dễ thương luôn nha cô chú anh chị. Mấy cây này lấy bo ngon lắm cô chú anh chị. Bo già hết luôn cô chú anh chị ơi. Rồi củ đế nở luôn cô chú anh chị. Rồi đông sớm con luôn ngoài. Cây này hoành được 17. Rồi. Chiều cao là 121. Rồi. Tán ngang là được 82. Rồi. Thì cây này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương nhà vườn ủng hộ cho cây này là 1.300.000 thôi. Rồi đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 19. Rồi cây này tàn cũng khá là dễ thương luôn cô chú anh chị, tàn khá đều á. Mấy cây này mình lấy bo rất là ngon lành luôn, lấy bo ngon lắm nha cô chú anh chị. Cái này mình lấy ít chỉ cũng phải vài trăm bo nha cô chú anh chị. Bo nó già nó lên da luôn đều gan hết luôn nè cô chú anh chị. Cái này mình ghép bo nụ cũng ngon nha cô chú anh chị, có củ đế luôn ha. Rồi đã thông số luôn rồi bà cho bà ngoại. Cái này hoành được 15. Rồi. Chiều cao là 123. Tán ngang là được 97. Rồi. Thì cái này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình xem qua mà thương nhà vườn ủng hộ cho cây này là 1.500.000 thôi. Coi như cây nào cũng có giảm giá nhưng cô chú và quý anh chị mình. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số 20. 20 là một cây thọ hương đó nha cô chú anh chị mình.
tàn khá là ok luôn, có củ đế luôn nè cô chú anh chị. Rồi đã không số luôn ngoài. Cái này hoành được 16. Rồi. Chiều cao là được 135. Rồi. Tán ngang là được 85. Rồi. Thì cây này cũng nhờ cô chú và quý anh chị mình thương mà ủng hộ cho nhà vườn, cái này là 1,4 triệu thôi. Rồi, cái này cuối clip luôn ha, ngoài cho hết luôn con ngoài. Cái này cũng là cây cuối clip. Thì cũng xin chúc cho cô chú và quý anh chị mình bước sang năm mới được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý, mừng ăn phát tài, mua may bán đắt nha cô chú và quý anh chị mình. Sau đó cũng chúc cho gia đình tràn đầy hạnh phúc nha. Rồi, em cũng thay mặt cho kênh cũng cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết clip và ủng hộ. Em xin chào và hẹn gặp lại của cô chú anh chị mình ạ.